một số thông tin về trường Trung học phổ thông Vị Thanh. Hy vọng rằng quý lãnh đạo, quý đại biểu, quý thầy cô đã nắm được những thông tin khái quát về trường. Xin chân thành cảm ơn quý lãnh đạo, quý đại biểu, quý thầy cô đã chú ý lắng nghe. Kính chúc quý lãnh đạo, quý đại biểu, quý thầy cô thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Trân trọng kính chào. Oh.